Hôm nay là thứ sáu ngày 24 tháng 11, bắt đầu luyện tập sắp đến lúc đầu tiên tiếng Trung. Bản chương trình là do Mỹ Lệ Trung Văn Cơ quan trọng phát triển. Thay mong là, yêu phó giả, thay hẳn là, yên nhiên kể cho, thay chẳng là. Trên 3 câu đầy ý tứ, đều là biểu thị thay lý hại là. 我来给大家一个例子，我们都知道足球场上有两个守门员，这里有一个守门员，这里有一个守门员，他们分别站在自己的球面前，但是这个守门员一脚射门，他把球从这边一脚射进了另外一个球门，这时候。你不会觉得他的力量太大了，他的技能实在是太强了，这时你就可以说太猛了，太狠了，你也可以说太强了，当然你也可以说太厉害了。再比如有一个销售人员，他的销售业绩是全公司的第一名，而且。他比第二名的业绩高出很多，他的销售业绩是第二名的3倍，他们之间的差距非常大，对吗？这时我们就可以说太狠了，太猛了，太强了。OK， 接着，前面，八道前面呢？để mẹ tìm xem bán con này không muốn đi cái này hết hẳn rồi mẹ thế à thế mẹ đi mua thuốc khác rồi mẹ ơi con đau đầu quá nhà mẹ còn thuốc không à để mẹ tìm xem bán con này không muốn đi cái này hết hẳn rồi mẹ thế à thế mẹ đi mua thuốc khác cho nhé Mẹ ơi, con sang nhà hiệu nhé, nhắc nhá. Ừ, nhưng về sống nhá. Mẹ ơi, con sang nhà anh hiệu chơi một lát nhá. Ừ, nhưng về sống nhá. Em ơi, nhìn tay không sẵn ông chẳng mua không. Em không biết, anh tìm chọn thử quần áo xem. À, anh thấy rồi. Em có nên tại cầu em xong ý chẳng anh mỏi mùa không? Em không biết, anh tìm chồng từ quần nào xem. À, anh thấy rồi. Em có nên tại cầu áo xong ý chẳng anh mỏi mùa không? Anh có em có nên tại cầu áo xong ý chẳng anh mỏi mùa không? Em có biết, anh tin trong thử quản nào xem à anh thấy rồi em không biết anh tin trong thử quản nào xem à anh thấy rồi mẹ ơi mày đi đâu đây mày đi siêu thị mua đồ ăn tối thế mày mua cho con bim bim nhá lại bim bim mẹ ơi mày đi đâu đây mày đi siêu thị mua đồ ăn tối thế mày mua cho con bim bim nhá lại bim bim mày không tối con bánh kem chữ thủ lành đấy con lại mà ăn mẹ ơi con đói có bánh kem trong thủ lành đấy con lại mà ăn em ơi hết kem thời gian rồi em mà lộ mối rồi
Để chân lục ồ. Em ơi, hết game đánh rắn rồi. Em mà lộ mới rồi. Em để chân lục tu đánh rồi. Em để chân lục tu đánh đấy. Em để chân lục lục tu đánh đấy. Em để chân lục tu đánh đấy. Em để chân lục tu đánh đấy. Em ơi, hết game đánh dân rồi. Em mà lộ mối rồi. Em để trên nóc tủ lạnh đấy. Mẹ ơi, con ăn bánh kem trong tủ lạnh nhé. Đêm rồi, ăn xong dân đấy. Sáng mai rồi ăn. Mẹ ơi, con ăn bánh kem trong tủ lạnh nhé. Đêm rồi, ăn xong dân đấy. Sáng mai rồi ăn. Con chào bố. Con bố đi đâu vậy ạ? Con mới sang nhà ông ngoại về bố. Con chào bố. Con bố đi đâu vậy ạ? Con mới sang nhà ông ngoại về nhà. Con chào bố. Con bố đi đâu vậy ạ? Con mới sang nhà ông ngoại về bố. Con chào bố. Con bà đi đâu vậy ạ? Con mới sang nhà ông ngoại về quá. Nãy mẹ. Ôi, con quay mắt. Con đi làm ngoài đây à? Nãy mẹ bảo con quét nhà. Nãy mẹ bảo con quét nhà. Con đã làm chưa? Đã làm chưa? Nãy 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 mẹ bảo con quét nhà con đã làm chưa? Con đã làm chưa? Nãy nãy mẹ bảo con quét nhà con đã làm chưa? Ôi con quên mất, con đi làm ngay đây à? Nãy mẹ con quét mà con làm chưa? Ôi con quên mất, con đi làm ngay đây à? Nãy mẹ bảo con quên mất nhà, con đã làm chưa? Ôi, con quên mất, con đi làm gành đây à? Nãy mẹ bảo con quên mất nhà, con đã làm chưa? Ôi, con quên mất, con đi làm gành đây à? Con đi mua cho mẹ đồ ăn nhé. Có món gì nữa không mẹ? Không, mua cho mẹ đồ ăn tôi. Con đi mua cho mẹ đồ ăn nhé. Có món gì nữa không mẹ? Không, mua cho mẹ đồ ăn tôi. Con ngủ xuống đi. Mai con đi không? Mai chủ nhật ba mẹ. Con ngủ xuống đi. Mai con đi không? Mai chủ nhật ba mẹ. Dậy đi con, muốn học rồi. Con ngủ thêm một tí nữa thôi. Dậy đi, 7 giờ rồi đấy. Dậy đi con, mong học rồi. Con ngủ thêm một tí nữa thôi. Dậy đi, 7 giờ rồi đấy. Anh có tay sống chỗ sống nát. Anh em tôi vừa tối rồi nào. À đây rồi, em quên mất. Em quên mất. Anh có tay sổ xong của em xong á. Em thấy là giấy đi 7 giờ rồi đấy. Anh có tay thổi xong của em để trên bàn không? Anh có tài thổi son của em để trên bàn không? Anh có tài thổi son thổi thổi son của em để trên bàn không? Anh có tài son thổi son của em để trên bàn không? Son á,
Anh tại em cho bảo tuổi tuổi rồi. Ai tới rồi? Em quay mắt. Anh có tại store sống quả. Em để trên bàn không không nát. Anh tại em cho bảo tuổi rồi mà. À tới rồi. Em quay mắt. Ok, còn chưa có. Mà không biết gì. できなくてもね、何回か言い直して、止まって言い直して、ある程度言えるようにする。その程度でいいね。完璧にやるとまた時間、そこで止まっちゃうからね。時間かかっちゃうから。こういう感じで、はい、終了。